Chào mọi người, mình là Thái đến từ vườn giống Hải Đăng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu về cây chuông vàng. Đầu tiên, cây chuông vàng có đặc điểm hình thái là chiều cao dao động khoảng từ 5 đến 8 mét. Nếu trồng dưới đất được chăm sóc tốt, chiều cao cây có thể lên tới 15 mét. Vỏ cây thì hơi nhám, hơi sần màu xám, xuất hiện nhiều vết lằn sọc khi cây trưởng thành. Hình dáng lá, lá cây chuông thuộc dạng kép chân vịt, thường mọc thành từng cụm ở ngay đầu bé. Viền lá bóng trơn tru, đầu lá bầu, mép nguyên có màu xanh bạc. Chiều dài lá khoảng từ 5 đến 8 cm. Hình dáng và màu sắc của hoa đúng như tên gọi, cây hoa chuông có hình lá như những chiếc chuông mọc thành chùm trên từng cành nhỏ. Hoa có màu vàng rực rỡ. Khi cây ra hoa thì lá thường rụng hết để từng chùm hoa, sắc vàng của hoa bao phủ toàn bộ cây. Quả của hoàng yến chuông vàng có hình dạng nạng thon, chiều dài chừng 10 cm. Về phần tác dụng của cây chuông vàng là vì đây là cây cảnh nên tác dụng nổi bật nhất đó là tạo cảnh quan môi trường đẹp. Chuông vàng thân thẳng, xòe tán rộng, ra hoa đẹp, có khả năng thanh lọc không khí cực tốt nên cây chuông thường được trồng ở khắp các con đường, công viên, nhà máy, trường học, vừa để lấy bóng mát vừa để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đó là tác dụng lớn nhất của cây chuông vàng. Ngoài ra nó còn dùng để làm cây thuốc hoặc cũng có thể làm các cây phong thủy. Về phần cách trồng và chăm sóc cây chuông vàng thì đầu tiên chúng ta tiến hành trồng cây huỳnh liên. Bạn cần đào sẵn hố trồng trước 1 tuần để đất trồng có thời gian nghỉ. Chuẩn bị giá có thể trồng cây bao gồm bùn than, có sơ dừa, đất mùn, do trấu, phân xanh. Việc này chúng ta có thể giúp giảm độ phèn chua của đất. Nếu các bạn có nhu cầu mua cây chuông vàng thì hãy liên hệ với số điện thoại 0966 446 329 và địa chỉ là ngách 68 trên 45 ngõ 68.